Tên là gì dạ? Cháu tên Cường. Ờ. Là con con Bố Cường rồi. Ừ, đấy, phải nói như thế thì xong về mình xem lại mình nhắc mới nhớ được chứ bây giờ hỏi ông ba người. Dạ vâng, bây giờ con ở ông Bí ạ bạn. Vâng. Ở ngay chỗ cột đồng hồ ông Bí ạ bạn. Vâng. Dạ, cháu tên là Sơn. Vâng. Con rể Bảo Ân. Vâng, chồng cô Liên, cháu cô Liên. Đấy, nói thế thì cụ bà. Vâng. Em được đôi ba cháu. Vì cái số ngoài ra là chưa khai thật. Vâng, cứ phải khai thế để cho nó mới. Vâng. Để bây giờ các cụ là bây giờ thích phải đông con nhiều cháu cụ nhỉ. Vâng. Thế có những chỗ mà công bố ngay được, có chỗ thì còn chưa công bố. Bác ấy đồng ý không? Đồng ý. Bao giờ chết thì nó mới tính. Vâng, đó. Đấy, cứ thế. Thế thì chứng tỏ là anh em mình có duyên chứ. Hai ông có duyên đấy. Bác giờ chết rồi thì con ở đâu đó là đến nó nhận bố. Vâng, đấy. Nói chú có tài nữa này, chú có điều kiện nhà anh ấy. Không, nhưng mà cái chính là có duyên các bác. Thế là cái đụng bây giờ thì ai ở? Ai ở? Không ai ở. Thế thì đóng cửa đấy, đóng cửa đấy. Cái đạt là bây giờ bà kiếm ở gì? Thằng cua khuân nó ở. Đấy là đấy của thằng con thứ mấy. Không, gái thứ hai của bà.